Ok, xin chào tất cả anh em. Đây là Google Pixel 7 Pro phiên bản màu xanh. Nhưng nhân vật chính trong video này sẽ là một cái thiết bị nó hot không kém. Đó chính là chiếc Google Pixel Watch, chiếc đồng hồ có nhiều thông tin rõ rệt nhất trên tinh tế. Không còn tin đồn gì nữa, không còn thông tin rò rỉ gì nữa. Bây giờ Pixel Watch đã ở tinh tế. Thì đây là cái hộp của chiếc đồng hồ. Và cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản LTE. Chúng ta có thể nghe gọi được, nhưng mà hiện tại thì tính năng này nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam. Một cái điểm đặc biệt trên cái hộp anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có cái dòng chữ Fitbit ở đây. Tức là nó được tích hợp rất là sâu vào cái hệ sinh thái của Fitbit luôn. Mở hộp ra thì cái đồng hồ mình đã đeo trên tay rồi. Thì bên trong hộp chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây nữa. Thì cái sợi dây này nó có kích thước dài hơn để cho những anh em nào có cái cổ tay lớn. Và bên trong nữa chúng ta sẽ có một cái sợi cáp sạc từ. Thì nó sẽ hít bằng nam châm để sạc, tương tự giá Apple Watch vậy. Và sách hướng sử dụng cũng như là một số giấy tờ khác. Rồi cái hộp này thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Anh em có thể chiêm ngưỡng những cái đường nét, những cái chi tiết đầu tiên của Pixel Watch trên đôi tay của mình. Đó, cái phiên bản mình có cái màu sắc nó ghi là màu matte black, một cái màu rất là trung tính và rất là truyền thống trên đồng hồ thông minh. Và cái dây đeo của nó là dây silicon, dây cao su. Và cái cách đeo anh em thấy là nó sẽ tương tự như là Apple Watch. Và cái mặt đồng hồ của nó là cái mặt đồng hồ 41mm. Và nó khá là nhỏ, mặc dù cái cổ tay của mình đã làm thuộc cái loại là cổ tay bé rồi, nhưng mà đeo cái chiếc Pixel Watch lên thì nó lọt thỏm ở trong cái phần cổ tay của mình luôn. Khi mà mình coi những cái hình ảnh render hay là những cái hình ảnh chính thức của chiếc Pixel Watch này thì mình không ấn tượng về nó lắm, mặc dù mình cũng rất là thích nó. Và mình nghĩ rằng là cái độ hoàn thiện của nó sẽ chỉ nằm ở cái mức trung bình thôi. Nhưng mà thực sự khi mà mình đeo cái chiếc Pixel Watch trên tay thì mình thấy rằng là cái độ hoàn thiện của Google với chiếc đồng hồ này cũng thuộc loại rất là khá, chứ không phải đến nỗi là quá tệ. 80% cái case này sẽ được làm từ thép không rỉ tái chế. Bảo vệ cho cái mặt kính đồng hồ sẽ là cái kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 mà được làm dạng 3D, đó là Google nói. Và phần kính ở trên và cái phần thép không rỉ ở dưới. Một cái điểm chưa hài lòng đó là phần chia cắt giữa cái stainless steel này và cái phần kính ở đây. Hạt bụi nó đã đi vào cái kẽ này rồi. Sau một thời gian sử dụng thì mình nghĩ là nó sẽ dơ thôi. Do là đồng hồ của Google cũng như là cái đồng hồ thông minh đầu tiên mà Google làm, thì để kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại Android, và không có cái điện thoại nào phù hợp hơn, đó chính là chiếc Pixel 7 Pro ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tải cái app là Pixel Watch về. Đó, đây là cái app Pixel Watch này. Mình sẽ cho anh em xem về cái app ha. Cái app Pixel Watch này anh em cài vô, sau đó anh em sẽ pair nó với đồng hồ, cũng như là anh em làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ kết nối được. Ngoài ra thì ứng dụng còn yêu cầu chúng ta tải thêm cái app nữa là cái app Fitbit. Thì chúng ta cũng sẽ pair cái Pixel Watch với cái ứng dụng Fitbit luôn, và chúng ta có thể sử dụng được gần như là mọi cái tính năng ở trong cái app Fitbit này. Và nếu mà anh em là chủ nhân của chiếc Pixel Watch thì chúng ta sẽ được tặng 6 tháng Premium, Fitbit Premium, và 3 tháng YouTube Music. Đó, anh em có thể thấy rằng là Fitbit bây giờ họ đã tích hợp rất là sâu vào trong những cái thiết bị của Google, và đặc biệt là chiếc Pixel Watch này. Không cần chúng ta phải mua đồng hồ Fitbit thì chúng ta có thể dùng được những cái dịch vụ Fitbit bây giờ chúng ta có thể dùng được với chiếc Pixel Watch luôn. Rồi, sau khi kết nối xong hết tất cả mọi thứ thì sẽ có một số những cái thao tác cử chỉ cơ bản mà anh em cần biết ở trên Pixel Watch. Thứ nhất là anh em vuốt từ dưới lên để anh em vào khu vực thông báo nè. Đó, vuốt từ trên xuống để vào Quick Setting nè. Hay là vuốt qua bên phải để chúng ta có thể truy cập vào một số cái tính năng chính của đồng hồ, như vuốt qua bên trái để truy cập vào những cái shortcut. Ngoài ra thì trên đồng hồ Pixel chúng ta sẽ có một cái vòng xoay ở đây, và Google gọi nó là crown. Thì chúng ta có thể dùng cái crown này để chúng ta điều hướng. Đó, và nó sẽ có phản hồi rung luôn. Ngoài ra chúng ta nhấn vào cái crown này để chúng ta đi vào cái menu ứng dụng chính. Đó, và chúng ta sẽ dùng cái núm xoay để chúng ta di chuyển. Ngoài ra thì nó còn có một cái nút bên hông nữa. Thì cái nút bên hông này để chúng ta có thể truy cập vào một số những cái tính năng khác nữa, tùy chỉnh ở trong cái phần setting. Và bên hông này chúng ta sẽ có một cái microphone và một cái loa để chúng ta có thể đàm thoại cũng như là trò chuyện. Bởi vì cái chiếc đồng hồ này nó sẽ tích hợp LTE, cho nên chúng ta có thể dùng để nghe gọi được. Nhưng mà đáng tiếc là cái tính năng này nó chưa hoạt động tại Việt Nam. Tiếp theo về cái mặt trước thì ngoài những cái thông tin mình chia sẻ với anh em ra, thì cái đồng hồ Pixel Watch này nó sẽ có cái kích thước màn hình là 1,2 inch và độ phân giải của nó sẽ là 450x450. Với cái mặt độ điểm mạnh nó đạt là 320 ppi và cái độ sáng tối đa của nó có thể đạt được lên đến 1000 nits. Cách thay dây của Pixel Watch nó khá là đặc biệt. Anh em nhìn vào cái góc bên này, nó sẽ có một cái lẫy ở đây, và chúng ta thay dây thì nó bấm vào cái lẫy này và chúng ta gạt qua. Đó, là chúng ta lấy cái dây ra. Rồi nếu mà chúng ta muốn đeo lại thì chúng ta cũng
đẩy từ cái lẫy này chúng ta gạt lại. Thì nhìn chung về thiết kế của Pixel Watch á, về cái hoàn thiện á, thì mình đánh giá nó khá là tốt. Duy là chỉ có cái phần tiếp giáp giữa mặt kính và cái khung thép ở đây thì nó còn có sự chia cắt, cho nên là bụi nó sẽ chui vào đây thôi. Nếu mà phiên bản lần sau á, mà Google họ hoàn thiện cái phần này tốt hơn á, thì cái chip đồng hồ này trông nó sẽ liền lạc hơn rất là nhiều và cái độ hoàn thiện của nó sẽ cao hơn. Rồi về thông số cấu hình phần cứng thì đầu tiên chúng ta sẽ có con SoC là Exynos 9110 sản xuất trên tiến trình là 10 nanomet và chúng ta sẽ có RAM là 2GB cũng như là bộ nhớ lưu trữ là 32GB eMMC. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cái tiêu chuẩn kháng nước là 5ATM và chúng ta sẽ có dung lượng pin là 294mAh. Theo Google thì chiếc Pixel Watch này có thể dùng được lên đến là 24 tiếng tức là trọn vẹn một ngày và chúng ta sẽ có khả năng sạc nhanh là 50% trong 30 phút, còn nếu mà sạc đầy 100% nó sẽ tốn đâu đó khoảng 80 phút. Về cái thông số cấu hình thì nó sẽ hơi cũ ở thời điểm hiện tại bởi vì thực ra mà nói Pixel Watch Google họ đã lên kế hoạch từ cách đây mấy năm rồi nhưng mà họ đã dừng cái dự án này lại một thời gian cho đến năm ngoái thì họ chính thức khởi động lại cái dự án này và bây giờ chúng ta đã có cái phiên bản thương mại chính thức. Cho nên là mọi cái thông số về phần cứng cũng như là về thiết kế bên ngoài thì nó sẽ theo đuổi từ cái thời điểm đầu của cái dự án này. Cho nên là sẽ có vài cái điểm ở trên chiếc Pixel Watch này nó không phù hợp với cái thời điểm hiện tại nữa. Cái ví dụ đơn giản nhất ngoài cái cấu hình ra thì đó chính là về cái viền màn hình. Mặc dù là một chiếc đồng hồ thông minh ra mắt ở năm 2022 nhưng mà cái viền của Pixel Watch nó vẫn còn rất là dày. Nếu như chúng ta so sánh nó với Apple Watch, Apple Watch thì từ hồi series 7 trở đi là Apple họ đã gọt cái viền màn hình này nó mỏng rất là nhiều rồi và nhìn cái đồng hồ mặc dù kích thước nó không lớn hơn nhưng mà cái nội dung hiển thị, cái không gian hiển thị của nó nhiều hơn rất là nhiều. Và hy vọng rằng là ở cái thế hệ thứ 2 ấy, thì Google họ sẽ cải thiện về cái điểm này cho chúng ta có một cái viền màn hình nó mỏng hơn. Và dĩ nhiên là mỏng hơn thì nhìn chiếc đồng hồ này nó sẽ đẹp hơn, nó sexy hơn rất là nhiều. Về tính năng thì cơ bản Pixel Watch nó cũng sẽ có một số những cái tính năng tương tự như là tất cả những cái dòng smartwatch đang có mặt hiện tại trên thị trường. Ví dụ như là màn hình always on display nè, đó như mình đang để một cái màn hình always on display của một cái mặt đồng hồ. Thứ hai là như mình đã nói nó sẽ được tích hợp rất là sâu vào những cái dịch vụ của Fitbit. Thứ ba đó là chúng ta sẽ có những cái tính năng như là đo ECG nè, đo nhịp tim nè, đo nồng độ oxy trong máu. Nhưng mà theo Google á, thì cái ECG và nồng độ oxy trong máu sẽ được cập nhật trong một cái bản cập nhật lần sau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có tích hợp 40 bài tập luyện thể dục thể thao khác nhau ở trong đây và chúng ta có thể tracking cũng như là chúng ta có thể theo dõi được cái tiến độ tập luyện thông qua cái app Fitbit. Một cái điểm lợi nữa là nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái bài tập trong đó. Nếu mà anh em đăng ký Fitbit Premium á, thì nó sẽ có rất nhiều cái bài tập, rất nhiều những cái phương pháp tập luyện cũng như là cái phương pháp để anh em có thể xả stress sau những cái giờ làm việc căng thẳng đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái tính năng là phát hiện té ngã, nhưng mà cũng theo Google thì cái tính năng này nó sẽ được cập nhật vào cuối năm nay. Ngoài ra thì nó sẽ được tích hợp một số cái dịch vụ khác của Google như là Google Fast Pair là chúng ta có thể pair nhanh với lại bất kỳ một chiếc điện thoại Android nào. Thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ có eSIM như mình đã nói nhưng mà nó hiện tại không sử dụng được ở Việt Nam và chúng ta sẽ có cái tính năng là Google Wallet, nó là cái ví Google cũng như là Google Pay. Thì tất cả những cái tính năng đó hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng ta vẫn chưa được hỗ trợ. Nhưng mà có một cái tính năng đã được hỗ trợ ở Việt Nam đó là cái tính năng Google Map, tức là Google tích hợp cái ứng dụng Google Map vào trong đây và chúng ta có thể xác định được cái vị trí của chúng ta thông qua cái chip GPS ở trong đồng hồ cũng như là chúng ta có thể dẫn đường hoặc là chúng ta phải ra lệnh cho nó dẫn đường đi đến một cái địa điểm nào đó chẳng hạn. Như là mình đang ở công ty này đó thì nó sẽ tự detect được về cái vị trí của mình. Đây là một cái tính năng mới ở trên Pixel Watch. Còn về phần mềm thì hiện tại Pixel Watch đang chạy cái hệ điều hành là Wear OS 3.5 mới nhất. Nó cũng sẽ tương tự như là những cái chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch 5 mới ra mắt gần đây. Về cái mức giá thì Google đang bán ra chiếc đồng hồ này ở thị trường quốc tế với cái mức giá là $349 và chúng ta sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất, đó là mặt 41mm và thân vỏ là thép không rỉ tái chế. Chúng ta sẽ có nhiều cái màu sắc khác để chúng ta lựa chọn. Đó, còn ở Việt Nam hiện tại mình chưa có tham khảo được về cái mức giá. Và mình mượn cái chiếc đồng hồ này từ francecosmetics.vn thì cảm ơn cái cửa hàng bán mỹ phẩm Pháp đã cho tin tế bọn mình mượn cái chiếc đồng hồ này cũng như là mượn cái chiếc Pixel 7 Pro màu xanh rất là đẹp kia. Với cá nhân mình là một người dùng Fitbit từ khá là lâu thì mình rất là thích cái chiếc Pixel Watch này. Những cái chiếc đồng hồ Fitbit thời gian gần đây á, nó không nhận được nhiều cái sự quan tâm của người dùng cũng như là nhận được lại rất nhiều những cái ý kiến trái chiều chê nó về thiết kế, chê nó về tính năng và Fitbit đã dần dần tụt lại so với lại những cái hãng làm smartwatch khác.
Thậm chí bây giờ những cái tính năng của Fitbit nó cũng đã xuất hiện trên những chiếc smart band có mấy trăm ngàn thôi. Mình là một fan của Fitbit, mình chấp nhận những cái điều đó bởi vì Fitbit nó vẫn có một cái gì đó rất là đặc biệt đối với cá nhân mình. Và bây giờ khi nó đã xuất hiện trên Pixel Watch thì mình cũng thích cái chiếc Pixel Watch này luôn. Và mình thích cái sự khác biệt. Bởi vì dù gì một cái chiếc đồng hồ nhận được nhiều cái sự ý kiến trái chiều như thế này, nhận được nhiều cái sự tranh cãi, nhưng mà với cá nhân mình chấp nhận được những cái thiếu hụt đó của Fitbit. Mình vẫn vui vẻ với những cái chiếc Fitbit Versa 3 mình đeo hơn một năm nay rồi. Thì với Pixel Watch thì mình cũng sẽ dễ dàng chấp nhận được những cái điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà họ cải thiện được trong những phần này lần sau thì mình sẽ càng thích hơn nữa. Ok, và đó là cái chia sẻ nhanh của mình về Google Pixel Watch. Bạn em nghĩ sao về cái chiếc đồng hồ này, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như em thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.